Anh hai. Thiên ba, đã khuya lắm rồi, Thiêm tới đây có chuyện gì không? Còn nếu không có thì sáng mai hãy tới. Chứ bây giờ Thiêm ở đây, hàng xóm người ta dị nghị nữa. Em thấy trời đang nổi gió trở lạnh, em sợ thằng Chậm nó đi làm khuya về để bụng đói ngủ luôn, nó dễ bệnh lắm. Em có nấu một ít cháo cá để cho hai bác cháu ăn cho ấm lòng. Chậm, má có đem cháo cá qua cho con nè con. Bà lại nấu đồ ăn đem tới đây hả? Bà làm như vậy á, thằng Sĩ nó hiểu lầm bắt hai tôi đó. Má biết mà, cho nên má mới canh tới giờ này má mới qua. Cháo cá má nấu ngon lắm, thơm nữa. Anh hai đem vô rồi hai bác cháu ăn nha. Thiêm ba, tại sao bà tự làm khổ mình như vậy? Mà đêm khuya rồi, bác cháu tới đâu còn ăn cháo đâu. Lần sau bà đừng đem tới nữa, và bà cũng đừng làm vậy nữa. Chậm mà, Chậm nó nói đúng đó. Bây giờ đã khuya lắm rồi, hơn nữa tôi với thằng Chậm cũng đã ăn rồi, tôi không có muốn điều tiếng không hay đâu. Nhưng Thiêm mang về đi, lần sau đừng có mang tới nữa. Mình vô bác hai. Chậm mà, cha má nấu ngon thiệt mà con. Con tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non, những tiếng lòng tôi phấn nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi những chậm ơi. Chậm, Chậm ơi. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình tan. Ai oán hận gì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứt dây. Tiếng má còn ở ngoài đó sông lan, là ứng rồi sao? Bác hai có lo chuyện đâu đâu không? Người ta nhà giàu, người ta đi xe hơi, không phải đàn nghèo đi xe hai bánh như mình đâu mà ước. Má không ước đâu, bác hai đừng có lo. Cũng đúng. Tự nhiên bác hai lại đi lo cái chuyện gì đâu không vậy? Đàn là tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn tất lên câu nỉ non, thương lòng tôi phân thiết lòng đau. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương như mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi. Chậm ơi, ba để cháu ở ngoài này nha con. Con với bác hai ra lấy ăn, còn có hứa thì ba mới về nha Chậm. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình. Còn con đó, má con, mà con cứ kêu bãi bãi hoài vậy sao? Tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứt dậy. Hai tiếng đó đối với con thiêng liêng lắm. Sông không chưa bao giờ được con. Khiến ai loan dịp cho đời. Và bây giờ con không thể gọi được. Buồn thương thôi, con đi ngủ đi. Anh hai, bác hai đừng có ra.
nó không mà anh đang nghĩ bác Hà lại siêu lòng. Chậm ơi, lấy cháo ăn đi con. Chẳng lẽ con ghét má tới vậy sao hả chậm? Má con lúc không được kìa. Chậm ơi, ăn cháo của má nè con ơi. Chậm. Sông lan chào bà đừng con cho đời buồn thương buồn thương cho kiếp tình. Mình, sao mình lại ở đây? Mưa như vậy bệnh chết luôn đó. Làm gì thì làm, cũng phải thương lấy bản thân mình chứ. Mình à, mình có công việc, sao không nói tài xế chở đi? Ủa, mà ở đây hình như là nhà của cậu Long đúng không? Mình tới đây làm gì vậy? Em nghe con Hân nói cậu Long bị bệnh nên em nấu cháo mang qua. Trời ơi, rồi đem cháu tới đây. Rồi sao không mang cháu vô nhà mà đứng ngoài mưa? Em tới mà cậu Long không có ở nhà. Rồi sẵn đẹp đứng đây, em đợi có xe đậu đó rồi đón em về. Cũng may là anh đi công việc, đi ngang qua đây. Thôi mình về nha. Dạ. Đi mình. Trời ơi ướt hết rồi nè. Lấy cháu xong đi về. Được phải làm không được. Má con cũng có tuổi rồi, đâu thể nào đứng ngoài mưa cả đêm như vậy được. Con cũng đừng buồn, má con làm như vậy bác thấy cũng có lòng rồi. Đã lỡ lấy rồi thì vào trong ăn đi con. Con không ăn đâu, bác Hai ăn đi. Tội nghiệp thằng nhỏ, lâu rồi mới được ăn đồ ăn mà nó nấu.
trong lòng nó vẫn còn má nó. Làm sao để hai má con nó hòa thuận trở lại đây? Lòng tôi phận kiếp lòng đau, nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Sông lang khiến ai loan dịp cho đời buồn thương, buồn thương cho kịp chung tình. Thương em thật lòng mà. Anh Di Long, em cũng thương anh thật lòng mà. Em tin anh. Còn không được gặp thằng Long nữa. Nó là anh trai của con đó. Còn con đi về đi. Còn không được làm vậy. Mày muốn cô bé là mày định loạn luôn với nó hả? Mày là thằng khốn nạn mà. Mày là thằng khốn nạn. Mày là thằng khốn nạn. Thứ nghiệt chủng như mày nên chết đi cho rồi. Chết theo thằng cha mày đi. Chết theo thằng cha mày đi. Di Long, đừng anh. Anh đừng bỏ em. Anh đừng đi nha Di Long. Đừng bỏ em nha Duy Long, em xin anh đó Duy Long. Không, 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 không. Duy Long, anh Duy Long. Tụi con không thể nào quen nhau được, vì tụi con là anh em. Không, không, Duy Long. Anh nói anh xin lỗi là sao? Là anh thừa nhận hả? Không phải. Dì có nghĩ là ngay từ đầu anh biết, anh biết má, và anh vẫn cố tình làm như vậy để lừa dối em hả? Tại sao anh đối xử với em như vậy vậy Duy Long? Tại sao vậy Duy Long? Tại sao vậy? Anh có biết là ngoài anh ra em chưa bao giờ có tình cảm nào với bất kỳ một người đàn ông nào hết. Anh biết điều đó mà. Tại sao lại lừa dối em như vậy hả Duy Long? Anh xin lỗi, nhưng hiện tại em không được ổn định. Em không được bình tĩnh. Khi nào em bình tĩnh anh giải thích sau nha. Em đang rất bình tĩnh, em đang rất bình tĩnh. Em muốn nghe anh nói bây giờ. Em muốn nghe anh nói hết tất cả mọi chuyện. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay ở đây. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện đó từ lúc nào? Nói đi. Mới gần đây thôi. Khi anh biết được má em cũng chính là má của em, và ba của em chính là hung thủ giết chết cha của em, cho nên anh quyết tâm tìm bằng chứng. Và anh dạ lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù. Vậy là má, ba của tôi, ba của anh, chú ba, tất cả mọi người đều là những nhân vật có thật ở trong tiểu thuyết của anh. Tại sao biết hết tất cả mọi thứ mà anh vẫn cố tình lừa gạt tôi? Tại sao anh vẫn tâm lừa gạt tôi? Tại sao anh vẫn tâm lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù? Anh bất chấp tất cả mọi thứ để bước vô nhà của tôi đúng không? Có một giây một phút nào là anh thật lòng không vậy? Cái tát này là dành cho tình yêu ngắn ngủi của tụi mình. Còn cái tát thứ hai này là dành
dành cho sự lừa dối đáng ghê tởm của anh. Thằng Long nó cũng có nỗi lòng của nó, như vậy là đủ rồi con. Chị Long, anh là đồ khốn nạn. Tôi hận anh cả cuộc đời này. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Tôi không bao giờ chấp nhận anh là người nhà của tôi. Trong mắt của tôi bây giờ, anh rất đáng ghê tởm, anh có biết không? Không, có anh hai nè, đừng có sợ. Em cũng muốn anh đánh nó một trận để em hả dạ không? Cậu sĩ, công nhận á, tính tình của con y hệt cha của con à. Mẹ kiếp, sao con không suy nghĩ kỹ đi? Cuộc đời của cha con có gì tốt đẹp đâu, cuối cùng cũng chết tức tử mà thôi. Con không nhìn đó là tấm gương để mà sửa đổi, tránh vết xe đổ của cha con. Đừng cấm con, ông nói gì tôi cũng được, nhưng không được phép đụng tới cha tôi. Ông chỉ là kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba phá hoại, một kẻ thứ ba có tính cách thối nát, không có quyền đánh giá người khác. Chắc là bác hai của con chưa từng nói với con đúng không? Đó là cha con đã dùng tiền trả nợ để ép má con cưới cha của con. Bởi vì người mà má con yêu thương đâu phải là cha của con, mà là Dương nè. Đó là mối tình tay ba, mà kẻ thứ ba đích thị là cha của con. Nếu như cha con không dùng tài sản để mà trói buộc, đem má con về ở cùng, thì đâu có sanh ra con. Đó là thủ đoạn đê hèn của một thằng đàn ông có thể làm được trước người đàn bà mà mình yêu thương đó không? Được, cảm ơn đặt điều vui không cha tôi? Dưỡng không có đặt điều, cả đất Long Xuyên người ta biết chuyện này mà. Nếu như không có cha con thì Dưỡng và má của con đã lấy nhau rồi, bởi vì có hôn ước từ trước. Dưỡng nè, dối dàng, có tri thức, má con ưng Dưỡng là phải rồi. Cũng may có Dưỡng kề cạnh, cho nên má con mới có được ngày hôm nay. Và chính con cũng nên mừng vì điều đó, mừng vì cha con chết sớm đó. Chứ nếu không cha con còn sống, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, thì làm sao giải con nên người đây? Ông dám xúc phạm cha tôi? Ông dám xúc phạm cha tôi à? Dưỡng không có xúc phạm, Dưỡng chỉ nói thẳng để cho con sáng suốt hơn thôi. Cha của con á là kẻ không ra gì. Cha của con á là một thằng cố rách áo ôm, không hơn không kém. Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Ông dám xúc phạm đến cha tôi hả? Tôi sẽ giết ông. Con buông Dưỡng ra đi. Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Con làm gì vậy? Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Người đâu? Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Cứu tôi! Cứu tôi! Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Tôi sẽ giết ông. Cứu tôi! Tôi sẽ giết ông. Con làm gì vậy? Tôi sẽ giết ông. Dưỡng ra đi. Con buông Dưỡng ra đi. Con buông ra đi. Tôi sẽ giết ông. Dưỡng Long, ba có sao không ba? Ba có sao không ba? Ba không sao con. Dưỡng Long, anh đang làm cái trò gì trong nhà tôi vậy? Ông cai giám xúc phạm với cha anh im đi. Tôi cấm anh, tôi cấm anh làm tổn thương đến ba của tôi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Anh đi ra khỏi nhà của tôi đi. Chuyện gì vậy hai đứa? Chỉ là hiểu lầm thôi, anh không sao. Mình ơi, mình chỉ là hiểu lầm thôi. Duy Long mà, chuyện gì vậy con? Bà hỏi chồng của bà đi. Ông ta xúc phạm cha của tôi. Anh im đi, anh là đồ nói dối. Ba tôi chưa bao giờ xúc phạm ba của anh. Ba tôi cũng không làm gì anh. Chính anh bóp cổ ông ấy. Ông ấy không hề phản kháng lại. Ông ấy chỉ cầu xin anh thôi, chỉ cầu xin anh buông tha cho ông ấy thôi. Sao anh lại trở thành một kẻ tán tận lương tâm đến như vậy hả Duy Long? Anh là kẻ nói dối? Anh là kẻ nói dối hả? Nếu như cha của em không mạng sát cha của anh là kẻ khô rách đau ôm, anh có bóp cổ ông ta hay không? Cha tôi sẽ không bao giờ nói ra những lời nói như vậy. Anh im đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Anh đi ra khỏi nhà tôi đi. Em phải nghe anh nói. Tất cả tại ba em, tất cả tại ông ta. Em phải nghe anh nói chứ. Anh không bao giờ làm như vậy. Buông ra. Hân à, Hân, ông giỏi lắm, ông giỏi lắm. Dượng con lúc nào cũng yêu thương con. Dượng con muốn dung dáng cho cái gia đình này, muốn con tốt đẹp cho tương lai về sau. Mà tại sao con lại đối xử với Dượng con như vậy? Yeah. Nè Chấm à, Chấm. Duy Long, đuổi theo con đi em. Vì muốn trả thù cho nên con nó mới như vậy thôi. Chạy nhanh đi.
Duy Long. Má, má đang giận con hả má? À, hồi nãy má nói cái ông đó là bác hai, chứ lại là người ơn của má, là sao vậy má? Má nói con nghe đi má. Má, má nói con nghe đi, má kể con nghe đi má. Má ngồi đó má khóc hoài sao được? Má kể con nghe đi. Thôi được rồi, con ngồi xuống đó đi, má kể cho con nghe. Gia đình của bác hai chính là người năm xưa đã bán ruộng vườn đất đai, đưa tiền cho má để trả nợ. Gia đình của ông ngoại con năm xưa làm ăn thất bại, người ta truy tới tận cửa đòi giết, nhưng mà cũng nhờ có bác hai nên gia đình đã vượt qua cơn khổ cực. Rồi sau đó bác hai rời xa quê hương nên đã mất liên lạc mấy chục năm nay. Đến bây giờ má mới gặp lại bác ấy. Phi lý, thật phi lý mà. Trên đời này làm gì còn có một người mà tốt như vậy được. Còn chứ sao không hả con? Quan trọng là mình có duyên để gặp được những người tốt đó hay không thôi. Không, con thấy trong cái chuyện này á, có cái gì đó không ổn á. À, chắc là ông ta để ý đến má nên ông ta mới giúp gia đình của má, để cho má mang ơn ông ta. Sau này á, má lấy thân má, má đền đáp cho ông ta cái gì? Mấy người này cũng biết quá mà. Sĩ à, con không được ăn nói linh tinh như vậy. Má và bác hai không bao giờ có chuyện đó. Bác hai là người tốt, bác là người hàng xóm của má, đã giúp má. Ai ở trong làng đó bác cũng giúp hết. Mà má cũng đã hứa, nếu như mà má có tiền, má sẽ trả lại cho bác ấy. Vậy là bây giờ má vẫn muốn trả ơn cho ông ta đúng không? Rồi 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 rồi, cho ông ta là người ơn của má đi. Vậy tại sao ông ta lại ở chung nhà với thằng Duy Long? Ông ta với thằng Duy Long có mối quan hệ là sao? Thật sự bác hai không có muốn đòi hỏi gì ở má cái món nợ đó. Bác hai là người tốt, là người hiếm có, phải biết tôn trọng bác ấy. Còn những chuyện khác con hiểu như vậy là đủ rồi. Má không muốn nói nữa, má lên đầu nghỉ ngơi đây. Má, má, má chưa có trả lời con xong mà, con cũng chưa có hỏi hết. Nói vậy là hiện tại má mình đang mắc nợ ân tình và tiền bạc của lão già đó. Món nợ này rất lớn nên mới phải đi theo lo lắng cho lão ta. Mình phải nghĩ cách cho má mình mau chóng thoát khỏi món nợ trời ơi đó mới được. Còn mối quan hệ của người đàn ông đó và tên nhà văn là gì? Vô đi.
Ba. Ngồi đi con. Ba tìm con có việc hả ba? À, ba định nói với phòng kế toán tháng sau sẽ tăng lương cho con. Dù sao con cũng là con trai của tổng giám đốc, con cũng cần có những khoản để chi tiêu cho riêng mình chứ. Sao vậy? Ba đau không ba? Con suốt ngày như con nít vậy đó. Có phải nằm mơ không ba? Trưởng thành lên coi. Dạ. Ủa ba, mà sao ba lại tăng lương cho con vậy? Có cái chuyện tăng lương không mà cũng thắc mắc nữa. Ba giúp người ngoài được, không lẽ đứa con trai duy nhất của ba mà ba không giúp được hay sao? Người ta sẽ cười ba đó. Với lại, thời gian vừa qua, ba phải công nhận con đã cố gắng và cống hiến cho công ty rất nhiều. Đây là phần thưởng xứng đáng cho con. Dạ, con cảm ơn ba. Thôi, con đi làm công việc của con đi. Dạ, dạ thưa ba con đi. À, Sĩ nè. Dạ. Nghe lời ba dặn, cố gắng lên, trau dồi học hỏi nè. Sau này ba sẽ giao công ty của ba cho con. Ba nói thiệt hả ba? Thiệt chứ. À ba, mấy nay ba biết là má lén lút đi đâu không? Má đi gặp một người gọi là ông Hai. Má nói là cái người đó là người ơn gì của má đó. Ngày xưa bán ruộng đất rồi giúp má lúc nhà má gặp nguy á. Vậy à? Má con nói vậy con cũng tin à? Con đâu có tin. Dễ gì con tin ba. Trời ơi, con còn thấy ghét nữa kìa. Con chỉ sợ là má bị lừa gạt thôi. Tại vì má hiền quá mà ba. Đúng rồi, má con hiền lành quá, rồi đâm ra tin người. Dạ. Nhưng mà có con coi chừng má cho ba là ba yên tâm rồi. Cảm ơn con. Ba yên tâm đi, con sẽ theo sát má, không để má xảy ra chuyện gì đâu. Ừ, rồi đi làm việc đi con. Dạ, thưa ba con đi. Ừ, nhớ là ba dặn nha. Dạ. Hai Nhẫn. Cậu tới đây làm gì? Tôi tới để giải quyết chuyện giữa ông và má của tôi. Giữa tôi và má cậu không có gì để giải quyết hết. Cậu đi về đi. Tôi cũng thấy như vậy đó. Đâu có gì đâu mà giải quyết. Nhưng mà má của tôi nói là nợ ân tình của ông. Chắc là ông gù quên má của tôi để trục lợi riêng cho bản thân của mình, đúng không? Mày! Cái gì? Cái gì? Quánh tôi hả? Ông ngon, ông quánh tôi đi. Quánh thử coi. Không có má tôi cản á là ông chết lòng với tôi rồi. Cậu về mà nói với má của cậu á, chứ đừng có qua đây mà ăn nói mất dạy. Tôi không có kêu bà ấy tới đây, và cũng không cần bà ấy trả ân tình cho tôi. Tôi cũng nói rồi, nhưng mà má của tôi á là người trọng tình trọng nghĩa, có nợ là phải trả. Nè, cầm lấy đi. Chị ít hả? Biết ngay mà. Nè, cầm lấy đi, tránh xa má của tôi ra nha. Mày, mày biến được khỏi nhà tao. Câu này tao nói với mày mới đúng. Mày biến được khỏi nhà của tao. Mày có mục đích gì? Mày gù quến em gái của tao. Chắc là ông già này dạy cho mày gù quến em gái của tao để hòng chiếm đoạt tài sản gia đình nhà tao. Hai bác cháu của mày cùng một cuộc cá mà. Mày, cú đấm tao dành cho mày. Bớt ngông cuồng và hồ đồ lại. Mày về nói với má mày á, đừng qua đây nữa. Bác cháu tao không cần bà. Đi. Mày nhớ đó. Hai bác cháu mày ăn hiếp một mình tao chứ gì. Nhớ đó.
Sĩ. Má, con kêu má xuống đây có chuyện gì hả? Từ nay á, má không cần phải ái nái, không cần phải đến nhà thằng Duy Long để trả ơn gì nữa. Cái gì vậy sĩ? Con lại qua bên đó con gây chuyện với người ta nữa hả? Con đâu có gây chuyện gì đâu, con đang giúp má mà. Giúp má? Con là thằng có ăn có học, con biết lý lẽ, có ơn là phải trả ơn. Con qua nhà ông ta cho ông ta một số tiền, nhưng mà ông ta sĩ diện, ông ta không chịu lấy. Chắc là ông ta có mục đích gì khác đó. Má đừng có tới nhà ông ta nữa nha. Trời đất ơi, sĩ ơi là sĩ, tại sao con làm như vậy? Con có biết là người ta là gì má? Người ta là người ơn, là người ơn sâu nặng của má. Con ơi là con làm ơn. Con đừng có hành động hồ đồ như vậy nữa, con đang làm cho người ta bị tổn thương đó. Má ơi má, má còn binh ông ta nữa. Con có làm hại ông ta đâu mà tổn thương ông ta. Trời ơi, người ơn gì kỳ cục vậy? Người ơn đưa tiền cho lấy, vậy ông ta muốn cái gì? Phải chi ông giàu có như trước đây, theo lời của má nói á. Con đằng này bây giờ nghèo rất mồng tơi à, con bậy đặt nữa. Má càng nói con càng suy nghĩ khác về ông ta. Sĩ à, nợ ân tình rất là khó trả, không thể nào giải quyết bằng đồng tiền được đâu con à. Vậy bây giờ má muốn sao? Má muốn sao để giải quyết xong cái chuyện này, để ba khỏi lo, má khỏi khổ sở nữa. Thì để từ từ má tính. Sĩ à, thiệt ra má với lại người ơn đó có một chút hiểu lầm. Khi nào má giải quyết được hết hiểu lầm đó thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Má giải quyết cái gì á thì má giải quyết nhanh gọn lẹ đi, nếu không á con không có tha cho ổng đâu. Còn một chuyện nữa nè, cái thằng Duy Long á, nó nói là bác cháu nó không có cần má trả ơn gì hết á. Với lại nó nói má đừng có qua đó làm phiền nó nữa. Anh hai. Thím ba, đã khuya lắm rồi, thím tới đây có chuyện gì không? Còn nếu không có thì sáng mai hãy tới. Chứ bây giờ thím ở đây á, hàng xóm người ta dị nghị nữa. Em thấy trời đang nổi gió trở lạnh, em sợ thằng Chậm nó đi làm khuya về để bụng đói ngủ luôn, nó dễ bệnh lắm. Em có nấu một ít cháo cá để cho hai bác cháu ăn cho ấm lòng. Chậm, má có đem cháo cá qua cho con nè con. Bà lại nấu đồ ăn đem tới đây hả? Bà làm như vậy á, thằng Sĩ á, nó hiểu lầm bác hai tôi đó. Má biết mà, cho nên má mới canh tới giờ này má mới qua. Cháo cá má nấu ngon lắm, thơm nữa. Anh hai đem vô rồi, hai bác cháu ăn nha. Bà, tại sao bà tự làm khổ mình như vậy? Mà đêm khuya rồi, bác cháu tới đâu phải ăn cháo đâu. Lần sau bà đừng đem tới nữa, và bà cũng đừng làm vậy nữa. Chậm mà, Chậm mà. Nó nói đúng đó. Bây giờ đã khuya lắm rồi, hơn nữa tôi với thằng Chậm cũng đã ăn rồi, tôi không có muốn điều tiết không hay đâu. Nhưng thím mang về đi, lần sau đừng có mang tới nữa. Mình vô bác hai. Chậm mà, Chậm má nấu ngon thiệt mà con. Con câu chung tình, tiên đàn cất lên câu nỉ non, những thứ âm tôi phận nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi những Chậm ơi. Chậm Chậm ơi!
lòng mình mang kêu thật tình tang. Ai quán hờn gì ai tiếng nghe thơ dài khiến đàn tôi đứt dây. Tiếng hát còn ở ngoài đó là ước rồi sao? Bác hai của lo chuyện đâu đâu không? Người ta nhà giàu, người ta đi xe hơi, không phải nhà nghèo đi xe hai bánh như mình đâu mà ước. Bà không có ước đâu, bác hai đừng có lo. Cũng đúng. Tự nhiên bác hai lại đi lo cái chuyện gì đâu không vậy? Đàn là tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu tình tình. Tiếng đàn tất lâm câu nì non, thương lòng tôi phân thiết lòng đàn. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương như ngày đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi. Chậm ơi, bà đại giá ở ngoài này nha con. Con với bác hai ra lấy ăn, còn có hứa thì ba mới về nha chậm. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch. Còn con đó, má con, mà con cứ kêu bà ấy bãi hoài vậy sao? Tiếng nghe thơ dài khiến đàn tôi đứt dây. Hai chuyện đó đối với con thiêng liêng lắm. Tiếng gõ nhịp sông lan khiến ai non nhịp cho đời. Nhưng bây giờ con không thể gọi được. Buồn thương cho con đi ngủ. Bác hai, bác hai đừng có ra. Nó không phải là nghỉ, bác hai lại siêu lòng. Chậm ơi, lấy cháo ăn đi con. Chẳng lẽ con ghét má tới vậy sao hả chậm? Má con uống sống rồi kìa. Chậm ơi, ăn cháo của má nè con ơi. Chậm. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình tang. Ai oán hờn gì ai tiếng nghe thở chậm dài khiến đàn tôi đứt dây. Ăn cháo của má nè con. Nhịp sông lan chào bà đại đức con con cho đời buồn thương. Buồn thương cho kịp tình. Kìa, Minh, sao mình lại ở đây? Mưa như vậy bệnh chết luôn đó. Làm gì thì làm, cũng phải thương lấy bản thân mình chứ. Mình à, mình có công việc, sao không nói tài xế chở đi? Ủa, mà ở đây hình như là nhà của cậu Long đúng không? Mình tới đây làm gì vậy? Em nghe con Hân nói cậu Long bị bệnh, nên em nấu cháo mang qua. Trời ơi, rồi đem cháu tới đây. Rồi sao không mang cháu vô nhà mà đứng ngoài mưa? Em tới mà cậu Long không có ở nhà. Rồi sẵn em đứng đây, em đợi có xe đậu đó rồi đón em về. Cũng may là anh đi công việc, đi ngang qua đây. Thôi mình về nha. Dạ. Đi mình. Trời ơi, ướt hết rồi nè.
ra lấy cháu xong mới về. Được mà làm không được. Má con cũng có tuổi rồi, đâu thể nào đứng ngoài mưa cả đêm như vậy được. Con cũng đừng buồn, má con làm như vậy bác thấy cũng có lòng rồi. Đã lỡ lấy rồi thì vào trong ăn đi con. Con không ăn đâu, bác hai ăn đi. Tội nghiệp thằng nhỏ, lâu rồi mới được ăn đồ ăn má nó nấu, trong lòng nó vẫn còn má nó. Làm sao để hai má con nó hòa thuận trở lại đây? Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình tan. Ai oán hờn vì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứt dây. Tiếng gõ nhịp sông lan khiến ai loan dịp cho đời buồn thương, buồn thương cho kịp chung tình. Sao bữa nay con lạ quá vậy? Nhìn vô không biết người ta nói là con thất tình đó. Thì con đang thất tình thiệt chứ bộ. Quỳnh đã từ chối thẳng thừng con rồi, nói là không có chịu cưới con nữa. Trời ơi, con sao yếu đuối quá vậy? Không lẽ con Quỳnh nó từ chối con rồi con chuyển từ con trai thành gái hả? Không có đâu nha, con không có vậy đâu nha. Má giỡn chơi thôi, con yên tâm đi, đã có má đây rồi, con đừng có lo gì hết. Má bệnh nhẹ thôi, nhưng má da giờ má bệnh nặng, để má ép nó lấy con được không má? Dù gì á Quỳnh cũng là bác sĩ mà, làm sao mà Quỳnh không phát hiện được. Con yên tâm đi, trời đất ơi, giả giờ đóng kịch là cái nghề của má mà. Vậy hả? Yên tâm đi, con Quỳnh nó tin má lắm. Dạ. Cầm giùm má đi, má đi rồi ngồi vô má ăn tiếp. Ủa má đi đâu? Để con dẫn má đi. Ê, má đi vệ sinh, con đi theo má đâu có được. Công nhận con nói đúng nghe, cây này nó mát dễ sợ, ăn vô nó cứ bắt đi hoài à. Chờ má nha, vô hai má con mình tâm sự tiếp. Dạ.
Má đi cẩn thận nha má. Yên tâm đi trời ơi, má khỏe lắm con ơi. À! Má, má sao vậy má? Ôi trời ơi, má ơi má. À, chắc má đang diễn té đúng không? Thôi, má diễn hay quá à. Diễn hay thiệt luôn má. Thôi ngồi dậy đi, ngồi dậy. Ôi trời. Cái gì vậy? Con ơi. Trời ơi, ở đây có hai má con mà diễn hoài à. Nghỉ diễn đi, nằm đi dơ đồ. Má không có diễn mà má té thiệt con ơi. Hả? Chắc là má bị gãy xương sống rồi con ơi. Trời ơi, má ơi, má, má. Má bị làm sao á anh? Má của em bị té. Bị té rồi làm sao nữa? Anh cũng biết nữa. Bác sĩ Quỳnh. Bác sĩ. Rất tiếc thông báo với cô, mẹ cô bị té, chấn thương cuộc sống. Tình hình này cần phải theo dõi mới có kết luận chính xác được. Vậy mình mổ được không anh? Hay là mình tiến hành những hội chẩn khác hả? Chúng tôi có tiền, tốn kém bao nhiêu cũng được hết á. Vấn đề ở đây không phải là tiền. Chấn thương cuộc sống không phải là chuyện nhỏ. Khả năng có thể là bị liệt. Hả? Chào bác sĩ Quỳnh, chào anh. Ủa Quỳnh, là sao Quỳnh? Bị liệt là sao? Bác sĩ nói là phải theo dõi mà. Bây giờ chúng ta có thể làm chờ kết quả của bác sĩ thôi. Má, má còn đau không má? Má thấy sao rồi má? Con ơi, qua sự việc lần này má thấy má giống như trái chín ở trên cạnh vậy. Nó muốn rụng giờ nào nó rụng. Má chỉ sợ sức tàn lực kiệt. Má đi theo ông theo bà mà trong lúc con chưa có thành lập gia thất nên má lo. Còn phải có nơi nương tựa thì má mới yên tâm. Má đừng nói vậy mà má. Con chỉ cần má thôi, con không cần ai nữa hết á. Vậy bây giờ quan trọng nhất là làm sao chạy chữa cho má thành công mà má. Trời ơi là trời, má đang bệnh đang hoạn vậy mà con cần cãi lời má nữa hả? Nếu như mà cô không chịu đám cưới với thằng sĩ, má cắn lưỡi má chết ngay tại chỗ cho con coi nè. Má, má đừng có ép em Quỳnh như vậy mà má. Thôi được rồi, chỉ cần má chịu chạy chữa, má muốn như thế nào cũng được hết trơn. Con ngoan. Ê, ba nói á, sau này sẽ để lại công ty cho anh hai đó. Lúc đó đó, em phải cố gắng siêng năng mà làm việc nha. Nếu không anh mà lên chức rồi á, anh sẽ đuổi việc những người mà lười biếng, trong đó có cái bản mặt của em đó. Sao? Em thấy cái người mà lười biếng nhất công ty này là anh đó. Nếu anh lên chức rồi anh tự anh sa thải anh luôn đi. Thôi, anh nói thiệt đó nha, anh không có nói giỡn đâu đó. Vậy là lúc mà ba nói nha, anh em nghĩ là lúc đó ba đang ngủ mơ hoặc là ba đang không tỉnh táo hay ba xỉn gì đó mà ba nói câu đó. Chứ anh làm biến thấy mồ, làm gì có chuyện giao lại công ty cho anh. Khùng quá à, nói thiệt chứ bộ, ba nói thiệt đó. Tại vì bây giờ ba thương anh lắm. Chùa, bây giờ ba thương anh lắm. Vậy ý anh có nghĩa là trước đây ba không thương anh chứ gì? Ừ, phải thì lúc đó cũng thương, nhưng mà thương ít hơn. Bây giờ ba thương nhiều lắm. Không nói chuyện với anh nữa, mất thời gian đi làm. Sĩ, anh chị nghe tin gì chưa? Tin gì? Tôi được tin chú Phi chết rồi. Cái gì? Chị nói giỡn hay gì vậy? Bậy, chuyện chết chóc ai mà đem ra giỡn được. Tôi nghe là chú Phi bị bọn lâm tặc giết chết. Cả công ty đang đồn ầm lên đó. Anh hai, làm sao có chuyện như vậy xảy ra được anh? Mình đi gặp ba đi, ba là người hiểu rõ nhất. Đi. Giờ này ba phải tới công ty rồi chứ. Em cầu mong tin về chú Phi là tin không xác thật. Chú ấy sẽ không sao đâu đúng không anh? Anh cũng mong đó là tin đồn.
Với lại chú ấy cũng rất là thông minh, chuyện gì mà không giải quyết được. Ba. Ba. Sao rồi ba? Ba nói cho con nghe đi ba. Thông tin về chú Phi là hoàn toàn sai sự thật đúng không ba? Ba cũng định đi tìm các con đây. Ba mới vừa từ sở cảnh sát trở về. Ba nói vậy là họ nói tìm được một cái xác ở trong rừng. Qua những lời họ mô tả thì ba xác định đó chính là chú Phi. Không thể đâu ba, chú Phi hiền lành như vậy mà làm sao có chuyện đó xảy ra với chú Phi được. Ba cũng đang rất sốc đây. Ba, nhưng mà sao chú ấy chết vậy ba? Theo thông tin không chính thống, có thể bị bọn lâm tặc giết chết. Lâm tặc? Chú ấy đi dựng chuyện gỗ cho ba mà. Trên đường đi còn có rất nhiều người nữa, làm sao bọn ấy có thể? Bọn họ khai với cảnh sát chú Phi cùng các con hẹn mọi người ở chỗ tập kết gỗ, nhưng cuối cùng chú Phi lại không đến. Có thể là bị giết chết trên đường đi. Nếu nói như vậy thì bọn chúng đã nắm rõ đường đi nước bước của chú ấy rồi. Tụi con không biết đó thôi. Bọn lâm tặc rất thù hận chú Phi của các con. Trước đây chú Phi đã làm rất nhiều điều khiến cho bọn chúng ghét, nhất là vì cứu ba mà chú Phi của các con đã phải gây hấn với bọn chúng. Có thể lần này biết chú ấy trở về, có khả năng cao là bọn chúng tìm đến để trả thù. Trả thù? Có nghĩa là ba hoàn toàn biết trước chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm với chú ấy. Ba hoàn toàn có thể đoán trước được điều này. Tại sao ba vẫn phá chú ấy đi ngay trong lúc này chứ? Nếu ba biết trước thì ba đâu có làm đâu. Ba tưởng mọi chuyện qua rồi, không còn ai còn nhớ tới được nữa. Bây giờ ba nói gì được gì, làm sao để chú Phi sống lại đây? Lỗi tại ba, tất cả là lỗi tại ba. Ba cũng đừng có tự trách mình nữa. Em bình tĩnh đi, ba cũng không có muốn đâu mà. Sĩ à, con đưa em con về đi. Nó bị sốc như vậy chắc nó không thể nào làm việc được nữa đâu. Dạ, con cũng đang buồn quá. Mặc dù thường ngày con với chú ấy hay cãi nhau. Ba, hôm nay cho con xin nghỉ luôn nha ba. Con về đi. Thưa ba, con về. Đi em. Của ba em, chú em mất rồi. Một người mất rồi. Chú em mất rồi. Tại sao lại mất? Chú em bị bọn lâm tặc giết. Em không thể chấp nhận được sự thật này. Em không thể chấp nhận được sự thật này. Em bình tĩnh đi, mọi chuyện đã lỡ rồi mà. Đưa em tới nhà của chú ấy, thắp cho chú ấy một nén nhang nha. Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Nhìn đồ đạc có vẻ đơn sơ quá. Làm cho ba em bao nhiêu năm, không lẽ chú ấy không tích góp được gì?
Chú Phi sống đơn giản lắm anh. Ra đi oan ức quá. Con chưa thể nào tin vào sự thật này. Nếu chú con nghe được những lời con nói, chú nhắm mắt thanh thản nha chú. Con sẽ nhớ chú lắm. Từ nay con không được gặp chú nữa rồi chú Phi ơi. Sẽ nhớ chú lắm chú Phi. Dạ thưa ba má, con xin phép ba má cho con được làm đám cưới với Quỳnh. Sao hai đứa quyết định cưới sớm vậy? Dạ tại má của Quỳnh đang bệnh nặng, bác ấy muốn Quỳnh có nơi nương tựa cho bác ấy được yên lòng. Chứ lại quan trọng hơn là con thấy tình cảm của con với Quỳnh á cũng tới giai đoạn chín mùi rồi, nên con mới quyết định cưới. Còn con, Quỳnh, từ nãy giờ bác thấy con im lặng. Vậy con có đồng lòng với con trai của bác không? Dạ thưa hai bác, hai bác cứ yên tâm ạ. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con muốn lấy anh Sĩ là sự thật ạ. Kết quả về bệnh tình của bác, cũng may bác té ngã không quá nặng, nên tổn thương chỉ ở phần các đốt sống, chưa ảnh hưởng đến tủy sống. Chủ yếu là đau ở phần tổn thương, bác nên nằm điều trị ít hôm sẽ khỏi. Chờ ngày gặp mặt thông gia xong xuôi hết rồi mới nói cho nó biết. Mình có dặn dò các bác sĩ rồi. Má vô trong nghỉ đi, sức khỏe của má chưa được tốt, ngồi đây trời gió lắm má. Không được, má phải ngồi đây á, má đón thông gia. Và ngày hôm nay á là ngày đầu tiên gặp họ, má không muốn họ nhìn thấy má như cái vẻ đau yếu bệnh tật. Người ta sẽ đánh giá má là gánh nặng cho tụi con, cho nên để má ngồi đây là được rồi. Con có biết không, hôm nay á chính là cái ngày vui nhất của má nè.
Má gả con gái mà giống như là gán đi được cục nợ vậy á. Thì là cục nợ chứ gì nữa. Nhưng mà cũng là cục cưng của má. Má ơi má, đây nè má. Bác. Đây nè. Kính chào bác. Ừ, chào con. Đây má vợ, đây là má của con, là má vợ. Bà có phải là bà Trúc đúng không? Còn bà có phải là bà là Hải đây? Bà Hải. Tôi nè. Bà. Bà Trúc. Bà. Má ơi. Bà. Má ơi, bà bị làm sao vậy má? Má. Má. Má có sao không? Má làm con lo quá à. Bà có sao không bà Trúc? Nè, con nhéo má thử coi, con bà có nằm mơ không? Bà không có nằm mơ đâu. Là tôi nè. Má. Mấy người đi hết đi. Đi hết đi. Ủa má. Má cái gì nữa? Nói chung là không có má con gì hết. Không có cưới không gả gì hết. Đi hết đi. Ủa sao má lại? Bà Trúc à, bộ tôi làm cái gì cho bà không vui hả? Hay là thằng Sĩ nó làm cái gì phật lòng bà? Thiệt tình là tôi gặp bà tôi mừng lắm. Mà hình như là bà không vui khi gặp tôi hả? Nói chung là tôi không thích, tôi không vừa ý ai hết á. Ủa bác ơi, con xin lỗi. Chắc do sức khỏe của má con không tốt nên mới như vậy. Không sao đâu, bác là bạn thân của má con mà. Thôi hai đứa đi ra ngoài đi, để bác nói chuyện với má con cho tiện ha. Đi em. Bà Trúc à, nói chung là tôi không muốn gặp, tôi không muốn nói chuyện gì với bà hết. Bà đi về đi. Bà Trúc, tôi với bà có hiểu lầm gì á thì bà nói hết ra cho tôi biết đi. Chứ thiệt tình là tôi không hiểu gì hết đó. Không có hiểu lầm gì hết. Tôi ghét bà thật sự đó. Chúc chờ anh sáng giờ luôn á. Bà có chuyện gì không? Là Chúc thích anh. Tôi xin lỗi Chúc nha. Tôi có người thương rồi. Anh thương ai? Tôi thương cô Hải. Trời ơi, giờ hai đứa còn định đưa nhau lên Sài Gòn trốn nữa. Chuyện động trời thiệt rồi. Cả cái làng này đồn á, mày có gian tình là không có sai chút nào luôn đó Hải. Mày có chồng có con rồi mà tối ngày hú hí vô thức. Giờ định đưa nhau lên Sài Gòn sống chung luôn hả? Cô Trúc. Mày mới nói gì? Bộ tao nói không đúng hay sao mà mày nhìn tao? Mày biết cái gì mà nói? Mày dám đánh tao hả? Cô. Giờ sao? Giờ anh định minh nó đánh tôi hay gì? Tôi không có đánh cô. Nhưng cô đụng tới Hải, tôi sẽ đánh cô đó. Hai người đúng rồi. Mình đi em. Đúng là cái đồ, đúng là cái đồ gian ngu dâm phụ. Tôi không có đi cho hai người đâu. Nói chung là những người á tôi thích mà dành hết của tôi, đến cuối cùng tôi phải đi lấy một người mà tôi không thương yêu gì hết á. Rồi bà lấy ai? Thì thằng cha mổ heo trong làng chứ còn ai nữa. Ông đeo tôi dữ quá, ông năn nỉ tôi. Rồi á, tôi cũng sợ người ta nói tôi là ế chồng, cho nên tôi mới lấy ổng. Rồi bây giờ bà bệnh như vậy, ổng đâu, sao không vô chăm bà? Còn hỏi nữa hả? Ông chết mất tiêu rồi. Hỏi cái câu giống như là dao đâm vô tim tôi vậy. Trời đất ơi bà Trúc ơi, tôi thiệt tình là tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Bao nhiêu năm qua tôi không gặp lại bà, tôi đâu có nghĩ là bà lâm vào hoàn cảnh đáng thương như vậy đâu. Mà thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng đâu có lỗi gì với bà đâu. Bà đừng có ghét tôi nữa mà. Cái tánh tôi là như vậy đó. Tôi ích kỷ, tôi nhỏ mọn. Tôi ghét ai tôi ghét đến chết luôn. Mấy người đang giả lả đừng có tử tế cho tôi nữa.
tôi không có gả con gái tôi cho con mấy người đâu. Má vợ, má vợ nói là không gả Quỳnh cho con hả má vợ? Tôi nói là nói thật như vậy đó. Ủa sao kỳ vậy? Có trách là trách mẹ của cậu đi, ăn ở không đàng hoàng, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Má, có gì từ từ nói nha má. Không có từ từ gì hết trơn. Má mệt mỏi lắm rồi, mấy người đi về đi, tôi không muốn nhìn mặt mấy người nữa. Ủa là sao má? Thôi mình về đi con. Thưa bác, anh về trước nha. Má, má con là vậy đó, mà đổi ý rồi, mà cấm con tuyệt đối không được lấy thằng Sĩ nữa. Má, bây giờ má của Quỳnh vậy giờ mình tính sao giờ má? Còn tính sao nữa? Thì con thấy má của Quỳnh cư xử với hai má con mình sao rồi đó. Trời ơi, tại sao mọi chuyện ra nông nổi vậy không biết nữa. Mà má với lại má của Quỳnh á, có ăn quán gì từ trước vậy? Thì cũng không có gì hết. Ngày xưa má với bà ấy là bạn thân với nhau, nhưng mà má thì má đối xử rất tốt với bà ấy, nhưng mà má cũng không hiểu sao bà ấy lại ghét, rồi nuôi thù hận má bao nhiêu năm nay. Má cũng đang buồn và sốc về chuyện này đây. Tất cả là tại má đó. Con với Quỳnh mà không tới được với nhau á là tại má đó. Sĩ à, con không có được trách má vô lý như vậy. Má đối với lại má của con Quỳnh á, từ trước tới giờ má chưa bao giờ làm sai cái gì mà hổ thẹn lương tâm của má hết. Nếu như má không muốn nói là má còn rất tốt với bà đó kìa. Má không làm gì sai, hay là má làm mà má không thừa nhận má sai. Giống như cái chuyện mà má chăm sóc thái quá cái thằng Duy Long đó. Má coi lại đi, có ai chăm sóc bạn trai của con mình còn hơn cái con ruột nữa. Má làm như vậy á, má có thấy là má làm tổn thương ba không? Giống như trong cái chuyện này nè, má nói má không có sai, nhưng mà con nè, con là cái người gánh lấy hậu quả nè. Sĩ, con không được nói như vậy. Con không được đem chuyện Long vào đây, không có liên quan gì hết. Con không hiểu mọi chuyện thì con đừng có nói. Con không hiểu hết mọi chuyện gì vậy má? Mà thôi đi, con không cần biết gì hết trơn á. Con mà không lấy được Quỳnh á, con sẽ không lấy ai hết á. Cả cuộc đời này con sẽ ở như vậy cho má coi. Má coi á, má làm được gì má làm đi. Sĩ à, con không được. Sĩ, bà Trúc, bà tới đây làm cái gì? Bà tới bà định năn nỉ tôi đó hả? Tôi nói một lời nghe, không gả là không gả. Bà về bà nói với thằng con trai bà đi, bỏ cái định tới lui với con gái tôi đi. Bà nghĩ đi, tôi ghét bà tới như vậy thì làm sao tôi gả con gái tôi về làm dâu nhà bà chứ. Bà Trúc, hôm nay tôi nghe nói bà xuất viện, tôi đến đây chỉ muốn đón bà về, rồi sẵn thắp cho anh nhà nén nhang thôi mà. Thôi khỏi đi, bà đừng có làm như vậy. Mà thiệt, đúng là ông trời không có mắt mà. Con người như bà sống sai lắm, sống trật lất hà. Mà sao bà có diễm phúc quá vậy? Gia đình là giàu có, con cái là đề quề. Bà Trúc, bà nghe tôi nói nè. Bà đừng có nhìn bề ngoài, và rồi bà tưởng là tôi sống yên ổn. Đúng là tôi sống trong nhung lụa thiệt, nhưng mà không một ngày nào tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn của tôi hết. Năm đó anh Thành chết, tôi nhục nhã tủi hổ bỏ xứ mà đi. Rồi con cái cũng thất lạc. Kể từ sau ngày hôm đó, dù là cuộc sống mới của tôi giàu có và sung túc,
Nhưng không một giây nào mà tôi sống yên ổn hết. Ai mà biết lời bà nói thiệt lòng hay là giả tạo. Tôi mà như bà, tôi sống sung sướng thấy mồ luôn, việc gì mà phải buồn khổ chứ. Bà không tin thì bà đi hỏi thằng Sĩ đi. Không một ngày nào là tôi không lên gian thờ để tôi tụng kinh niệm Phật. Nếu mà tôi sống vui vẻ thì tôi đã sống khác rồi. Bà Trúc, có chuyện này tôi muốn tâm sự với bà. Bà nhớ lại đi, ngày xưa tôi với bà thân lắm mà. Mà tôi cũng không hiểu sao ngày trước, sao mà lúc nào bà cũng ghét tôi. Nhưng mà tôi thì ngược lại, lúc nào tôi cũng mong nhớ, trông ngóng nhớ thương bà. Bà có biết tôi nhớ bà, nhiều lúc tôi nghĩ, đến lúc mà tôi nằm xuống, tôi không biết là tôi có gặp lại bà hay không. Hay là tôi phải đau buồn, tủi thân khi chưa gặp lại bà. Rồi tự nhiên bây giờ ông trời cũng cho tôi gặp lại bà. Tôi không nghĩ là bà đối xử với tôi như vậy. Tôi đau lòng lắm. Bà thương tôi tới vậy luôn hả? Bà Trúc, người ta nói là trẻ cậy cha, già cậy con. Bây giờ tuổi tôi với bà cũng đã già rồi. Niềm vui của tụi mình cũng chỉ nhờ vào mấy đứa con đứa cháu thôi. Rồi đẩy được sao duyên trời á, cho thằng Sĩ với con Quỳnh nó yêu nhau. Chắc là ông trời muốn tôi gặp lại bà. Bà thấy có phải là duyên không? Tôi thấy là quan gia thì đúng hơn. Bà Trúc à, bà phải nghe tôi nói, dây duyên thì mình nên buộc, còn dây quan thì mình nên nới đi. Ngày xưa tôi với bà thân nhau, bây giờ mình phải bỏ qua hết. Đừng vì một cái hiểu lầm nhỏ mà mình lại sống xa nhau tới suốt đời, rồi ảnh hưởng tới chuyện của thằng Sĩ với con Quỳnh, hạnh phúc của tụi nó. Thì mình phải cố gắng, cố gắng vì tụi nó. Em về nha. Anh về nha. Bye. Anh đi cẩn thận nha. Anh biết rồi. Hân à, anh thương em thật lòng mà. Anh Di Long, em cũng thương anh thật lòng mà. Em tin anh. Còn không được gặp thằng Long nữa, nó là anh trai của con đó. Còn con đi về đi. Còn không được làm vậy. Mày muốn con bé là mày định loạn luôn với nó hả? Mày là thằng khốn nạn mà. Mày là thằng khốn nạn. Mày là thằng khốn nạn. Thứ nghiệt chủng như mày nên chết đi cho rồi. Chết theo thằng cha mày đi. Chết theo thằng cha mày đi. Duy Long, đừng anh. Anh đừng bỏ em. Anh đừng đi nha Duy Long. Đừng bỏ em nha Duy Long. Em xin anh đó Duy Long. Không, không,
Không, không. Dư Long, anh Dư Long. Tụi con không thể nào quen nhau được, vì tụi con là anh em. Không, không. Dư Long, Dư Long. Không, không, không. Mình phải nhanh chóng kết thúc chuyện tình trai trái này càng sớm càng tốt mới được. Anh hai, anh hai ơi, anh hai, có ai ở nhà không? À, anh hai. Thím lại mang cái gì qua đây nữa vậy? À, em có chút quà quê muốn đem qua đây cho hai bác cháu đó mà. Cũng không có nhiều gì, còn mấy cái áo với quần cũng đẹp lắm. Nhiều như vậy á mà thím nói là không có bao nhiêu. Thím, thím mang về đi. Hai bác cháu tôi không có nhận nữa đâu. Nhà chúng tôi tuy có nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà trong nhà vẫn không có thiếu thốn thứ gì. Và tôi cũng không bao giờ để cho thằng Chấm nó phải khốn khó ngày nào cả. Anh hai à, anh hai nói vậy là hiểu lầm ý em rồi. Em không hề có ý là anh hai không biết chăm sóc cho thằng Chẩm tốt. Cũng tại lâu quá rồi em mới gặp lại con em với lại anh hai. Em mừng thiệt. Thiệt sự là có cái gì tốt là em mang qua đây chia sẻ cho hai bác cháu thôi. Chứ em tôi hiểu ý của thím. Nhưng mà khổ nổi, thằng Chẩm tính của nó tự ái dữ lắm. Giống như bữa trước, thím đem cháo qua, phải đợi tới khuya nó mới chịu ăn. Ủa, vậy là nó chịu ăn cháo của em đem qua rồi hả anh hai? Em mừng quá. Má, em con biết ngay mà. Sáng xuống nhà không thấy má là con biết má qua đây ngay mà. Sĩ, con ăn nói cái kiểu gì vậy? Má vừa mới lo công chuyện cho con xong đó. Má lo công chuyện cho con, má mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, để con còn hỏi chuyện nữa. Đằng này vừa lo công chuyện xong, má chạy qua nhà thằng Long gặp ông đây liền. Má coi trọng người ngoài hơn là người trong gia đình. Sĩ, con nói cái gì? Con phải suy nghĩ trước nghe chưa? Má vừa mới lo công chuyện cho con xong, má không thương con thì thương ai hả? Vậy má qua đây, má có hỏi ba chưa? Bà với má từ trước tới giờ chuyện ai nấy làm, không ai cần phải xin phép ai hết. Ba tôn trọng má như vậy mà má đi qua đây như vậy, má có tôn trọng ba hay không? Má có cảm thấy là ai nấy lương tâm của má không? Má, má có bao giờ má suy nghĩ là má hỏi ý kiến của ba xem má làm như vậy á ba cảm giác như thế nào? Trong khi bao nhiêu năm qua má luôn ở bên cạnh ba, bây giờ má lại làm như vậy. Nếu là con á, con cũng không chịu được đâu. Thôi được rồi sĩ, con không cần phải nói gì nữa hết. Hai người rời khỏi đây đi. Vậy làm ơn từ đây về sau đừng bao giờ tới đây làm phiền cuộc sống bắt cháu tôi nữa. Sĩ, đừng có nghe sĩ nói linh tinh gì hết. Thiệt sự ra là dì và bác Lâm rất vui mừng khi gặp lại con. Hai người về giùm tôi đi. Má nghe chưa, lòng tự trọng của má nằm ở đâu vậy? Để cho một cái thằng nhóc bằng tuổi con của mình xua đuổi mình như vậy. Nè, tao nói mày nghe nha Long, mày đừng có nghĩ mày cao giá rồi em Quỳnh với lại má của tao á cần mày. Thực ra mày chẳng là cái thá gì đâu. Sĩ, con không được ăn nói hồ đồ như vậy. Má à, má không biết nó quá đáng với con đâu. Nó biết con với Quỳnh sắp cưới nhau mà nó còn hẹn hò riêng với Quỳnh để cố gắng níu kéo nữa. Mày á, mày làm như vậy á, mày chẳng là cái gì đâu. Cho dù đúng là như vậy thì có gì là sai? Tụi nó đang hạnh phúc với nhau, chính cậu mới là người xen vô phá đám. Ông đi, ông không được quyền lên tiếng ở đây đâu nha. Sĩ, con không được hộn với bác hai như vậy. Đi về. Thôi, bà làm ơn đưa về giùm tôi đi. Phiền phức. Mày nói phiền phức. Cậu sĩ, cái gì? Ông muốn cái gì? Bây giờ cậu tính qua đây kiếm chuyện đúng không? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, mấy người đừng có lảng vảng gần má của tôi, nếu không thì đừng có trách tôi. Là do má cậu tự ý qua đây, không có ai mời qua hết. Nếu mấy người không dụ dỗ má của tôi á thì má của tôi đâu có như vậy. Đừng có ăn nói hàm hồ. Má của cậu lớn rồi, ai dụ dỗ được? Đâu phải con nít như cậu. Cái gì? Mày nói ai con nít hả mày? Mày nói ai con nít? Sĩ à, mày nói ai? Sĩ à, giết mày. Đầu tiên mày, sĩ, đầu tiên mày, đầu tiên mày. Má xin con. Đâu đi à? Sĩ à, giết mày. Má xin con, má xin con, xin cậu. Sĩ, sĩ à, thằng Long đó là con ruột của má cậu đó. Còn nói nhiều nha.
Hai đứa là anh em cùng mẹ khác cha. Ông bị điên không vậy? Ông sợ tôi giết nó chứ gì? Ông chơi cái chiêu này ông hèn lắm. Cậu giết mày. Sĩ à, cậu không tin thì cậu hỏi má cậu đi. Má xin con, má hai con nói không sai. Thằng Long là con trai ruột của má với người chồng trước, người đó cũng mất rồi. Con không tin. Làm sao có chuyện đó được? Thằng Long không thể nào là con trai của má được. Con không tin, nhưng đó lại là sự thật. Má xin lỗi con. Vậy còn ba, ba có biết chuyện này không? Ba con cũng ủng hộ má chuyện nhận lại thằng Long. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng giấu con hết vậy? Không thể nào, con không thể nào chấp nhận thằng này là anh của con được. Vì nó với con là kẻ thù cũng rõ trời chung quá. Sĩ, hai tụi con là anh em, con phải dẹp bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu của con đi. Má biết là con không đón nhận, nhưng mà thôi, hai má con sẽ về nhà nói chuyện sau nha con. Má ơi là má. Cũng đúng giờ quá ha. Có chuyện gì em nói lại đi. Tao đã nhận mày làm anh chưa? Mà mày đổi cách xưng hô của tao nhanh quá ha. Mày không xứng đáng làm anh của tao. Được rồi, vậy cậu nói đi, cậu muốn gì ở tôi? Mày cần bao nhiêu tiền? Mày ra giá đi. Miễn sao mày đừng làm phiền má của tao. Nè, tao có đem tiền nè. Tôi không vì tiền. Không vì tiền? Mày chết hay gì? Mày cứ ra giá, tao sẽ nói với bà của tao. Miễn sao mày đừng làm phiền gia đình của tao là được. Tao không biết mày có thật là đứa con thất lạc của má tao hay không, hay là mày thấy nhà tao sang rồi mày nhận bừa. À, có khi nào mày nghĩ làm rể không có quyền lợi bằng làm con ruột? Tao có nghe sơ về chuyện của mày qua tiểu thuyết, và nghe má của Quỳnh kể lại, thì ra mày cũng là phường trộm cướp, thân phận thấp hèn mà đòi làm anh em với tao hả? Đúng rồi, tôi không có ý định nhận lên người má này. Nếu như cậu muốn, cứ giữ lấy làm của riêng đi. Ý mày nói tao không bằng mày đó hả? Tao nói cho mày biết, dù má có thương mày cũng không thương bằng tao và Hân đâu. Nếu có lựa chọn thì chắc chắn má sẽ không bao giờ chọn mày. Rồi mày sẽ hối hận vì từ chối lời đề nghị này của tao. Sau này mày sẽ không có một xu. Cú đánh này là tao đánh thay cho em gái của tao. Mày khôn hồn, nhanh chóng chấm dứt với nó.
Long. Bà đến đây để làm gì? Thằng Sĩ nó có qua đây nó làm phiền con không vậy? Nếu mà có, con cứ nói với má, má về má sẽ rầy nó liền. Có. Cậu ta hay tới làm phiền tôi. Và còn nói tôi á, là đứa con rơi không được thừa nhận. Bà nghĩ sao? Trời đất ơi, cái thằng nhỏ này nó nói chuyện mà nó không có suy nghĩ gì hết. Long à, con đừng có nghe nó. Không hề có chuyện đó đâu. Trong thâm tâm của má, má lúc nào cũng muốn nhận lại con hết. Chỉ cần con mở lòng với má, má sẽ bù đắp hết tất cả những tổn thương mà con đã phải chịu. Má hứa. Nếu như bà nói xong, bà có thể về. Má. Long à, con cho má ở đây một chút xíu nữa nha. Long, ngồi xuống ăn cơm đi con. Ăn cá nè anh hai. Cảm ơn Thiêm. Cá nè con. Ăn đi con, cá ngon lắm đó. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Đầy đủ hết tất cả mọi người trong nhà. Chỉ thiếu có mỗi... Bác hai từ từ xưa là vậy đó. Cứ thích ôn lại kỷ niệm xưa. Bà cứ ăn tự nhiên đi. Vậy con ăn đi con. Má nhớ là hồi xưa con thích ăn canh chua cá lắm đúng không? Ăn nhiều vô nha. Ăn thêm cá nè con. Ăn cơm ngon quá ha. Má, nhà mình bù hết cơm rồi hả? Qua đây ăn ké nhà người ta vậy? Sĩ, sao con cứ qua bên đây làm phiền anh Long hoài vậy con? Má đã dặn con làm sao? Con đã nói rồi, con không bao giờ chấp nhận nó là anh của con đâu. Kìa, má nhìn đi, cái mặt của nó cà kênh, thấy mà ghét à. Mặt của tôi từ trước giờ là vậy, không cần phải nhìn thái độ của ai để mà sống. Đó, má nghe chưa? Má nghe cái thằng con rơi của má nói chưa? Nói chuyện mất dạy dễ sợ à. Sĩ, con không được nói anh Long như vậy. Anh Long của con không phải con rơi. Nó là con rơi. Sao con... Bác hai, bác muốn con với bà ta đoàn tụ để gia đình hạnh phúc, không bao giờ được đâu. Hai người ra khỏi nhà tôi. Cha tao cần cái nhà này quá. Long à, Long. Chấm. Má, đi về với con. Con đi về liền cho má. Má đi về với con đi. Con mà không đi, má từ mà con. Ai chọc giận anh đúng không? Tự dưng cái hầm mà. Còn ai trong khoai đất này nữa? Là thằng nhà văn Dư Long đó. Ê, anh lại kiếm chuyện với ảnh nữa hả? Hay là anh đánh ảnh đó? Em nói nha, anh mà đánh ảnh một lần nữa là em giận anh luôn á. Dù gì á hả, cũng sắp thành em rể của anh rồi. Là người một nhà đó anh hai. Ừ, người một nhà. Nhưng mà không phải là em rể đâu, mà là anh trai đó. Gì vậy? Hôm nay anh bị gì vậy? Nói gì không hiểu gì hết trơn. Không hiểu đúng không? Nghe lùng bùng lỗ tai rồi chứ gì? Nhức đầu chóng mặt rồi đúng không? Anh ồn ào quá à. Nghe tao nói nè. Nghe tao nói nè. Nghe cho kỹ nghe chưa? Nó là anh trai của mày, là con riêng của má đó. Anh làm gì vậy? Anh làm gì hung dữ vậy? Cho dù anh có ghét người ta như thế nào á, thì anh cũng đâu thể nào bị ra một cái chuyện vô lý đến như vậy. Mày không tin đúng không? Mày không tin, mày qua gặp má đi. Mày hỏi thẳng má mày biết liền à. Đi, má giờ đồn đang đứng ở đó. Qua bệnh, ba mặt cuộc đời luôn. Đi. Nè, anh buông em ra coi. Anh làm gì vậy? Anh lừa em đúng không? Em không có tin anh đâu. Anh nói xạo.
Anh Duy Long, anh không bao giờ lừa dối em hết đó. Nhất là cái chuyện tương lai của em với anh thì lại đặc biệt không. Dù gì á, anh cũng ra mắt nhà mình rồi, không thể nào có cái chuyện như vậy xảy ra. Hân ơi, sao mày ngây thơ quá vậy Hân? Tao nói rồi, đó là sự thật, đó là sự thật. Hai đứa làm gì ồn ào dữ vậy? Ba, ba, anh Hai anh nói với con, anh Long anh là anh trai của con, là con riêng của má. Chuyện này là sao vậy ba? Bà Sĩ, ai nói với con vậy? Thì cái ông ở chung với nhà của thằng Di Long đó, cái người mà nó kêu là bác Hai đó, cái người mà má hay đem cơm qua cho ông ăn á. Không, anh nói dối em, anh nói xạo, em không tin. Anh gạt em đúng không? Ba nói cho con nghe đi, là anh ghét anh Duy Long nên anh bị ra câu chuyện này đúng không ba? Tất cả là anh bị ra đúng không ba? Nó không có thật đúng không ba? Hân à, con bình tĩnh lại đi, để ba với anh Hai con điều tra thêm. Sĩ à, con lớn rồi mà, con phải điều tra cho thật kỹ càng trước sau thì mới lên tiếng, chứ chưa gì con làm trùng beng lên thì làm sao sau này ba dám giao chuyện hệ trọng cho con được. Trời ơi, sao con nói không ai tin con hết trơn vậy trời? Bây giờ mọi người không tin đúng không? Bây giờ đi với con, đi với bả đi, nó gặp má bả nó rõ thôi. Con gái à, ba nghĩ là có thể anh Hai con nói đúng đó. Bởi vì từ trước đến giờ ba chưa từng thấy anh Hai con nghiêm túc đến như vậy. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Con không tin. Di Long, em có chuyện muốn nói với anh. Anh trả lời cho em nghe đi. Em với anh là gì của nhau vậy? Sì đã nói cho em nghe rồi đúng không? Ai nói không quan trọng, quan trọng là em muốn nghe lời nói của anh. Ai nói gì em cũng không tin hết, em chỉ tin anh thôi. Duy Long, em xin anh đó, anh nói cho em biết đi. Em với anh rốt cuộc là hai người đang yêu nhau hay là anh trai và em gái vậy? Xin lỗi là sao? Là anh thừa nhận hả? Không, không phải. Chỉ có nghĩ là ngay từ đầu anh biết má, và anh vẫn cố tình làm như vậy để lừa dối em hả? Tại sao anh đối xử với em như vậy vậy Duy Long? Tại sao vậy Duy Long? Tại sao vậy? Anh có biết là ngoài anh ra, em chưa bao giờ có tình cảm nào với bất kỳ một người đàn ông nào hết. Anh biết điều đó mà. Tại sao lại lừa dối em như vậy hả Duy Long? Anh xin lỗi, nhưng hiện tại em không được ổn định, em không được bình tĩnh. Khi nào em bình tĩnh anh giải thích sau nha. Em đang rất bình tĩnh. Em muốn nghe anh nói bây giờ. Em muốn nghe anh nói hết tất cả mọi chuyện ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay ở đây. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện đó từ lúc nào? Anh nói đi. Mới gần đây thôi, khi anh biết được má em cũng chính là má của anh, và ba của em chính là hung thủ giết chết cha của anh, cho nên anh quyết tâm tìm bằng chứng. Dạ. Dạ. Lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù. Vậy là má, ba của tôi, ba của anh, chú ba, tất cả mọi người đều là những nhân vật có thật ở trong tiểu thuyết của anh.
lừa gạt tôi? Tại sao anh nhẫn tâm lừa gạt tôi? Tại sao anh nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù? Anh bất chấp tất cả mọi thứ để bước vô nhà của tôi đúng không? Có một giây một phút nào là anh thật lòng không vậy? Cái tác này là dành cho tình yêu ngắn ngủi của tụi mình. Còn cái tác thứ hai này là dành cho sự lừa dối đáng ghê tởm của anh. Thằng Long nó cũng có nỗi lòng của nó. Như vậy là đủ rồi con. Chị Long, anh là đồ khốn nạn. Tôi hận anh cả cuộc đời này. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Tôi không bao giờ chấp nhận anh là người nhà của tôi. Trong mắt của tôi bây giờ, anh rất đáng ghê tởm, anh có biết không? Có anh hai nè, đừng có sợ. Em cũng muốn anh đánh như nó một trận để em hả dạ không? Mẹ cậu sĩ, nỗi lòng của bé Hân á thì tôi có thể hiểu được phần nào, nhưng còn riêng cậu, cậu mà cứ tiếp tục tới đây hung hăng kiếm chuyện thì cậu đừng có trách tôi. Ông tưởng tôi sao hả? Bây giờ tôi phải lo cho em tôi trước, tôi xử hai người sao? Hân, cái điều mà bác lo sợ nhất cuối cùng nó cũng đã tới. Chậm, đây là lúc thích hợp nhất để con giải thích với bé Hân. Con bé nó cần sự giải thích của con. Tiếng đàn là tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn cất lên câu niềm đau, thương lòng tôi phận kiếp lòng đau. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Hân, đừng có khóc nữa. Anh hai nói cho em nghe là để em nhìn thấy bộ mặt lang xấu của tên nhà văn đó, tự nhiên chạy ra đây khóc lần sau. Đừng khóc nữa nha. Anh hai đi về đi. Em cũng khóc một mình. Nước mắt á là để dành khóc cho cha cho mẹ. Ai đâu mà khóc có chuyện không đâu à. Uổng phí lắm. Thôi đi về với anh hai nha, anh hai thương. Đi Hân, ngoan đi. Em cảm ơn anh. Đi về. Nhưng anh về đi. Em muốn ở một mình. Nhưng mà em xin anh mà, đi về đi. Làm ơn đi. Được rồi, được rồi. Làm ơn đi, đừng ai đến với em lúc này hết. Đi đi. Nhưng mà về sớm nha, để ba má lo đó. Đi đi mà. Rồi.
anh không mong là em sẽ tha thứ cho anh, vì anh biết lỗi lầm của một người làm anh như anh như vậy là quá lớn. Anh tính sau khi xong hết mọi chuyện anh sẽ gặp em để mà xin lỗi, nhưng bây giờ em biết hết rồi. Bây giờ anh có nói gì thì cũng không thay đổi gì được đâu. Nếu ngay từ đầu anh không làm thì đâu cần phải xin tôi tha thứ. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh lại là một con người như vậy. Chưa bao giờ. Nỗi đau của gia đình anh rất là lớn, và phần làm con như anh phải có nhiệm vụ minh quan cho cha của mình. Anh nói vậy là anh đang cho rằng ba của tôi là người đã giết chết cha anh vào 30 năm trước sao? Duy Long, tôi nói cho anh biết, nếu như anh tin cha của mình thì tôi cũng tuyệt đối tin tưởng ba tôi là người không bao giờ làm ra những chuyện đó. Tôi nghĩ mình nên chứng minh cho anh biết ba tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu như điều đó em muốn thì em cứ làm. Anh chỉ sợ sau khi em biết sự thật em sẽ càng đau lòng hơn. Sợ tôi đau lòng hả? Cảm ơn anh, cảm ơn anh, nhưng đó là cảm xúc của tôi. Tôi không cần anh phải quan tâm. Tôi không thể nào xem anh là người trong nhà được. Nhìn mặt anh thôi tôi không đủ can đảm để làm. Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh. Tôi không thể nào xem anh là người trong nhà được. Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh. Sĩ, em gái con đâu rồi? Con không biết nữa. Nó đuổi con về, nó nói nó muốn ở một mình. Hân. Hân. Hân à, con đi đâu vậy con? Sao con khóc vậy Hân? Con có chuyện gì hả? Nói cho má nghe coi, chuyện gì làm con khóc vậy? Sao má lại giấu giếm con nhiều đến như vậy hả má? Tại sao rõ ràng má biết Duy Long là anh trai của con mà má im lặng không nói cho con biết? Tại sao má vẫn ủng hộ tụi con, vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra là sao hả má? Tại sao vậy má? Sĩ, con nói chuyện này cho em con biết phải không sĩ? Thì cái chuyện đó trước sau ai cũng biết mà, mấy giấu làm cái gì? Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Thằng Long, thằng Long là anh của con Hân, nghĩa là nó là thằng Chấm. Mình ơi, vậy là tìm được thằng Chấm. Con Hân nó quen thằng Long, đâu có được. Tại sao đến bây giờ mới nói cho tôi biết điều này? Con đã nói cho bà biết rồi mà tại bà không tin con thôi. Thì từ trước tới giờ tại con không nghiêm túc, cho nên những gì con nói ra mà không có tin. Chị này có chết thì chết thằng Long kìa, tại sao ai cũng đổ hết lỗi với đầu con vậy? Còn má nữa,
Cái chuyện này má nói từ trước đi. Lỡ ngày hôm nay đâu có cái chuyện này đâu. Má trả lời cho con nghe đi má. Má trả lời cho con nghe đi má. Đó, má nói cho nó nghe đi. Mày đứa thôi đi. Con phải hiểu rõ câu chuyện mới được. Thiệt sự má cũng mới biết Duy Long là con trai của má gần đây thôi. Nhưng mà lúc đó hai đứa đã quen nhau rồi. Má cũng không biết phải làm sao để cho con khỏi bị sốc. Con nghĩ nếu như mà má biết trước thì má đâu có để cho con phải đau khổ như vậy đâu Hân. Anh của con cũng đã hứa với má là sẽ tự nói với con sau một thời gian ngắn nữa. Nên má nói chờ... như vậy là thằng Duy Long nó âm mưu muốn lừa gạt cả nhà mình hả? Cái thằng này cố gắng mà. Thôi đi sĩ, con đừng có nói thêm nói bớt để mọi người hiểu lầm nhau nữa được không sĩ? Con không có thêm bớt gì hết á, con nói đúng mà. Tất cả là con tại má đó. Trời ơi, thôi đi. Trời ơi. Hân ơi, Hân ơi. Đi anh. Con nó đã mất bình tĩnh và đang rất giận em đó. Gái ngoan, có ba bên cạnh này, không sao mà. Con ngủ ngốc quá, con ngủ ngốc quá. Sao con lại có thể tin anh ta nhiều đến như vậy? Con gái à, đừng có tự trách mình như vậy. Nếu như con có trách á, thì trách cái kẻ đã lừa dối con kìa. Nghe không? Với lại con cũng đừng có trách má con. Quá khứ của má con cũng không vui vẻ gì, cho nên má con mới che giấu như vậy. Nhưng con, con à, nghe lời ba. Bây giờ con cứ khóc cho thỏa đi, rồi sau này con sẽ nguôi ngoai. Con sẽ tìm được một người xứng đáng với con. Ba ơi, nhưng bây giờ con, con đau lòng lắm ba ơi. Ba biết, ba hiểu mà. Ba ở bên cạnh con mà. Đến đi con. Mình vẫn còn buồn hả? Mình chưa đi làm hả mình? Ba đang sốt ruột chuyện con Hân nên đi làm không nổi đó má. Má, má dứt khoát cái thằng Duy Long chứ má. Con nghĩ là sao bao nhiêu chuyện nó làm, má quên nó đi là vừa. Sĩ à, chuyện này chuyện của người lớn, con đừng có xen vô. Thật sự cô không hiểu luôn á. Má nói là để má giải quyết mọi chuyện, mà bây giờ má nói như vậy giống như là má không muốn đứt với nó vậy đó. Ba, ba nói một câu công bằng đi ba. Sĩ à, đừng có ép má con nữa. Thôi được rồi, con đi làm đi. Nhưng mà... Liền để tính sao? Nhưng mà con muốn má trả lời cho con biết mà. Ba biểu đi làm thì đi làm đi. Nghe lời ba đi con.
Dạ, ba nói thì con nghe. Thưa ba đi làm, thưa má đi làm. Mình sao vậy? Dạo này gia đình của mình xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Anh thấy mình cũng mệt rồi. Thôi mình nghỉ ngơi đi. Để anh nói với con Tư nấu món gì tẩm bổ cho mình nghe. Em không sao đâu. Con Hân nó sao rồi anh? Mình lo cho mình thì hơn. Con Hân nó còn trẻ mà, vài ba cú sốc sẽ làm cho nó cứng cáp hơn, trưởng thành hơn thôi. Anh lo là lo cho em đó. Còn về chuyện của thằng Chẩm, anh đã suy nghĩ cả đêm rồi. Dù sao nó cũng là con của mình, với lại ba thằng, làm sao tránh được sự so sánh với những đứa con còn lại của mình. Hay tính vậy, mình có được không nha? Kêu nó về đây ở đi nghe. Rồi anh sẽ cố gắng tìm cách hòa hợp gia đình mình lại. Thiệt vậy hả mình? Ừ. Hân, mà muốn nói chuyện với con một chút được không? Dạ má. Hân à, thực sự trước khi mà về ở với ba con, mà đã có một đời chồng rồi, cũng do gia đình gặp biến cố rồi ly tán, mà đã lạc mất đứa con trai của mình. Sau bao nhiêu năm tìm gặp, và má không ngờ đó lại là Duy Long. Éo le hơn là con với Duy Long lại yêu nhau. Má cũng đã từng nhiều lần muốn ngăn cấm tình cảm của hai đứa, nhưng thực sự má không biết nói làm sao cho con hiểu. Rồi mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay, con cũng biết hết rồi đó. Lúc con mới biết, con có mất bình tĩnh. Nhưng khi con biết rõ hết hoàn toàn câu chuyện, con hiểu má buồn và đau khổ hơn con gấp trăm ngàn lần phải chứng kiến hai đứa con của mình yêu nhau. Nhưng mà con vẫn không thể nào hiểu được tại sao má lại thỏa hiệp với anh ta, im lặng và giấu giếm sự thật này với con, để con và anh ấy từ người yêu rồi thành anh em, rồi đến bây giờ cũng không thể nào nhìn mặt nhau được nữa. Sự thật này quá đau đớn với con. Mà xin lỗi con, vì má, vì má mà con phải đau khổ như vậy. Nhưng má không thể nào thay đổi được con à.
Di Long là con trai của má, con cũng là con gái của má. Má xin lỗi, con thương má, con cố gắng vượt qua nha con. Má sẽ đồng hành cùng với con mà. Hân ơi, má xin lỗi, má xin lỗi, má xin lỗi con. Thưa ông chủ, cậu Long đến rồi. Vậy à? Xuống bếp nấu món gì ngon ngon đãi cậu Long nghe. Dạ. Không cần đâu. Đi đi. Ông kêu tôi tới đây có chuyện gì? Ông tính bày trò gì nữa đây? Con cứ ngồi đi. Con nói gì ba không hiểu. Tôi cấm ông xưng hô cha con với tôi. Thôi được rồi, Dượng xin lỗi. Tôi với ông không phải người thân, hay ở chung gia đình. Làm ơn đừng nói chuyện với tôi cái kiểu đó. Chồng à, con sống lông bông, trôi sông lạc chợ chừng ấy năm. Mặc dù bây giờ con là nhà văn, nhưng tính tình và cái nết của con y hệt thằng cha của con. Ích kỷ vô cùng, chỉ biết mỗi bản thân của mình thôi, làm cái gì cũng gào lên. Con cứ như vậy, không có gia đình nào chứa nổi con đâu. Sao? Lộ bản chất rồi hả? Sống thật cho bản thân mình rồi đúng không? Có gì mà sống không thật. Sống thật hả con? Nào giờ tính Dượng hào sảng mà. Có gì á, Dượng nói thẳng ra, không để bụng và chẳng hại ai bao giờ. Chắc là con chưa biết tính Dượng đó thôi. Lòng dạ của ông như rắn như rết vậy, làm sao mà tôi hiểu nổi. Dượng biết con cứ khăng khăng nghĩ Dượng liên quan tới cái chết của cha con, đúng không? Nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Mà con nè, ở đời á, mà mình cứ cố chấp như vậy, người ta sẽ cho rằng mình bất bình thường, vô giáo dục. Ông có giáo dục hay không cũng đâu bằng con người sống hai mặt như ông. Tôi chỉ tiếc một điều là ông quá tinh ranh, khiến cho bà Hải mê mệt ông như vậy. Ông tự tin là không liên quan tới cái chết của cha tôi. Vậy thì giao cái ba tôn của ông ra, giao cái ba tôn của ông ra để mà đối chất. Dượng đã khẳng định với con rồi, cây ba tôn đó đã mất, chính Dượng cũng không biết nó đang ở đâu mà. Vậy thì có lý do gì để tôi tin ông? Chào ông. Khoan đã. Công nhận á, tính tình của con y hệt cha của con à. Mẹ kiếp, sao con không suy nghĩ kỹ đi? Cuộc đời của cha con có gì tốt đẹp đâu, cuối cùng cũng chết tức tử mà thôi. Con không nhìn đó là tấm gương để mà sửa đổi, tránh vết xe đổ của cha con. Đừng cấm con. Ông nói gì tôi cũng được, nhưng không được phép đụng tới cha tôi. Ông chỉ là kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba phá hoại, một kẻ thứ ba có tính cách thối nát, không có quyền đánh giá người khác. Chắc là bác hai của con chưa từng nói với con đúng không? Đó là cha con đã dùng tiền trả nợ để ép má con cưới cha của con.
Bởi vì người mà má con yêu thương đâu phải là cha của con, mà là Dương nè. Đó là mối tình tay ba, mà kẻ thứ ba đích thị là cha của con. Nếu như cha con không dùng tài sản để mà trói buộc đem má con về ở cùng thì đâu có sanh ra con. Đó là thủ đoạn đê hèn của một thằng đàn ông có thể làm được trước người đàn bà mà mình yêu thương đó không? Được, cảm ơn đặt điều Dương không cha tôi. Dương không có đặt điều, cả đất Long Xuyên người ta biết chuyện này mà. Nếu như không có cha con thì Dương và má của con đã lấy nhau rồi, bởi vì có hôn ước từ trước. Dương nè, dối dàng, có tri thức, má con ưng Dương là phải rồi. Cũng may có Dương kề cạnh cho nên má con mới có được ngày hôm nay. Và chính con cũng nên mừng vì điều đó, mừng vì cha con chết sớm đó. Chứ nếu không cha con còn sống, nửa chữ bé đôi cũng không biết, thì làm sao dạy con nên người đây? Ông dám xúc phạm cha tôi? Ông dám xúc phạm cha tôi à? Dương không có xúc phạm, Dương chỉ nói thẳng để cho con sáng suốt hơn thôi. Cha của con á là kẻ không ra gì. Cha của con á là một thằng cố rách áo ôm, không hơn không kém. Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Ông dám xúc phạm đến cha tôi hả? Tôi xin xin ông. Con buông dưỡng cha đi. Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Con làm gì vậy? Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Người đâu? Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Cứu tôi! Cứu tôi! Ông dám xúc phạm đến cha tôi? Người đâu? Xin xin ông. Tôi xin xin ông. Con làm gì vậy? Xin xin ông. Dưỡng cha đi. Xin xin ông. Con buông dưỡng cha đi. Xin xin ông. Dưới lâu. Ba có sao không ba? Ba có sao không ba? Ba không sao con. Dưới lâu ba đang làm cái trò gì trong nhà tôi vậy? Ông cai giám xúc phạm với cha. Anh im đi. Tôi cấm anh. Tôi cấm anh làm tổn thương đến ba của tôi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Anh đi ra khỏi nhà của tôi đi. Chuyện gì vậy hai đứa? Chỉ là hiểu lầm thôi. Anh không sao mình ơi. Mình chỉ là hiểu lầm thôi. Duy Long mà. Chuyện gì vậy con? Bà hỏi chồng của bà đi. Ông ta xúc phạm cha của tôi. Anh im đi. Anh là đồ nói dối. Ba tôi chưa bao giờ xúc phạm ba của anh. Ba tôi cũng không làm gì anh. Chính anh bóp cổ ông ấy. Ông ấy không hề phản kháng lại. Ông ấy chỉ cầu xin anh thôi. Chỉ cầu xin anh buông tha cho ông ấy thôi. Sao anh lại trở thành một kẻ tán tận lương tâm đến như vậy hả Duy Long? Anh là kẻ nói dối. Anh là kẻ nói dối hả? Nếu như cha của em không mạng sát cha của anh là kẻ khô rách đau ôm, anh có bóp cổ ông ta hay không? Cha tôi sẽ không bao giờ nói ra những lời nói như vậy. Anh im đi. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Anh đi ra khỏi nhà tôi đi. Em phải nghe anh nói. Tất cả tại ba em, tất cả tại ông ta. Em phải nghe anh nói chứ. Anh không bao giờ làm như vậy. Buông ra. Hân à Hân. Ông giỏi lắm. Ông giỏi lắm. Dượng con lúc nào cũng yêu thương con. Dượng con muốn dung dáng cho cái gia đình này, muốn con tốt đẹp cho tương lai về sau. Mà tại sao con lại đối xử với Dượng con như vậy? Yeah. Nè Chấm à. Chấm. Duy Long. Đuổi theo con đi em. Vì muốn trả thù cho nên con nó mới như vậy thôi. Chạy nhanh đi. Duy Long. Long, con đứng lại cho má. Long, con đứng lại. Con hãy trả lời cho má biết tại sao con lại hành động với Dưỡng như vậy không? Mà tránh ra. Long, con đừng có cứng đầu như vậy nữa. Dưỡng con luôn muốn có ý tốt, muốn gia đình mình sum họp với nhau. Con có thể nào dẹp bỏ một chút hiểu lầm để gia đình mình sống với nhau vui vẻ được không Long? Tôi biết bây giờ tôi nói cái gì bà cũng không tin tôi đâu. Tránh ra đi. Long, con nghe má nói nè. Má biết là con không hợp với Dưỡng, nhưng mà con tin má đi. Dưỡng rất là thương con. Con thấy đó, bao nhiêu lần con gây tổn thương cho gia đình, làm tổn thương em con, nhưng mà Dưỡng con vẫn bỏ qua cho con. Nhưng con hành động như vậy là con đã bất hiếu với Dưỡng con rồi. Bà nói cái gì? Bất hiếu hả? Ông ta có nuôi tôi ngày nào không mà tôi bất hiếu? Tại sao tôi phải có hiếu với ông ta? Còn bà tin ông ta mù quáng như vậy còn hỏi tôi làm gì nữa? Long à, Long. Thôi em à, cứ để cho cậu Long bình tĩnh suy xét đã. Còn bây giờ mình lên xem con Hân như thế nào. Anh sợ nó một mình nó sẽ làm điều dại dột đó.
đã đặt niềm tin quá nhiều vào anh, để bây giờ tôi phải hối hận. Duy Long, người hâm mộ anh trước đây sẽ là người hận anh suốt đời. Hân ơi, má nè con, mở cửa cho má đi. Con làm gì trong đó vậy con? Em à, bình tĩnh lại đi. Em muốn vô trong đó coi con bé nó thế nào. Chắc bây giờ nó đang đau khổ lắm. Nó biết thật lòng là anh trai của nó, và tình cảm nó đang có là sai trai. Không đơn giản vậy đâu. Con Hân nó đang tổn thương vì thằng Long lừa dối nó. Mà rõ ràng thằng Long lợi dụng con Hân để vào nhà mình. Hồng tìm được chứng cứ tố cáo anh, hoặc là tìm được cây ba toan mà nó nghĩ rằng sẽ có thể gán ghép tội cho anh. Thằng Long đã bị hận thù che mắt nó rồi. Chính nó đã làm cho gia đình mình rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Rồi nó còn làm con Hân đau khổ nữa. Đừng tự trách mình. Anh nghĩ cách tốt nhất bây giờ cứ để cho con Hân đau khổ tạm thời đi em à. Rồi thời gian nó sẽ nguôi ngoai thôi. Bởi vì càng đau khổ thì sẽ càng dứt khoát. Còn nếu sợ con nó làm gì dại dột thì anh với em sẽ cùng nhau giám sát nó kỹ hơn. Sẽ theo sát con bé. Anh sẽ cố gắng cùng với em. Đừng cấm anh làm tổn thương đến ba của tôi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Anh đi ra khỏi nhà của tôi đi. Dượng con lúc nào cũng yêu thương con. Dượng con muốn dung dáng cho cái gia đình này, muốn con tốt đẹp cho tương lai về sau. Mà tại sao con lại đối xử với dượng con như vậy? Cũng là con gái với nhau nên chị hiểu được nỗi khổ của Hân. Em cảm thấy nhục nhã quá. Em nhục nhã quá. Em nhục nhã quá chị Quỳnh ơi. Em cứ khóc đi. Khóc đi Hân. Khóc cho vơi nỗi sầu trong lòng. Tại sao, tại sao người đàn ông đó là tác tệ đến như vậy? Tại sao hắn ta lại nhẫn tâm đến như vậy? Chị Quỳnh, em xin lỗi. Em xin lỗi chị nhiều lắm. Trước đây em đã chen ngang vào hạnh phúc của chị. Trước đây em trẻ con, em bồng bột. Xin lỗi, em xin lỗi. Xin lỗi chị. Đó không phải là lỗi của em Hân à. Nếu em không làm như vậy thì chắc chắn anh ta cũng sẽ nghĩ cách khác. Tại vì anh ta muốn thực hiện kế hoạch trả thù của mình mà. Quan trọng bây giờ là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Quên đi nha Hân. Em không thể không quan tâm. Em không thể nào không nghĩ tới được. Hắn ta là anh trai của em đó. Là anh trai của em đó. Nếu như đó là một người khác thì em nghĩ
em có thể dễ dàng buông bỏ nó. Nhưng hắn ta, thật sự là anh trai của em đó. Em phải mạnh mẽ lên. Em không thể để cho anh ta nắm được điểm yếu của mình, sau đó làm tổn thương em hoặc là làm hại gia đình em được. Em hiểu không? Em cũng muốn, em cũng muốn mạnh mẽ lắm, nhưng em không làm được. Em không làm được. Em không làm được. Bây giờ em chỉ muốn chết thôi. Em chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Em chỉ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ. Em chỉ muốn chết thôi. Chết không giải quyết được chuyện gì cả. Nếu em thật sự chết, anh ta còn hả dạ hơn vì đạt được mục đích của mình. Em phải cố gắng lên. Vì xung quanh em còn có những người yêu thương em và gia đình của em nữa. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa thôi nha. Tôi đã nói anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà. Chuyện ngày hôm qua không như em nghĩ đâu. Cho dù có là như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự căm ghét của tôi dành cho anh. Làm ơn tránh đường giùm. Anh còn muốn cái gì nữa đây? Bằng mọi giá hung thủ phải đền tội. Ý anh là anh đang rất mong muốn ba tôi phải đền tội. Ý anh ba tôi là kẻ ác đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ đánh hãm hại ba của tôi đâu. Nếu em dám khẳng định như vậy, vậy thì em tìm cái ba Tom đi. Sau khi em tìm được cái ba Tom, anh sẽ chứng minh cha em có phải là hung thủ hay không. Được. Em đi đâu vậy? Tôi đi tìm cây ba Tom như ý của anh. Để tôi chống mắt lên coi anh chứng minh như thế nào. Tìm gì vậy con? Ba. Dạ con định vô đây mượn ba mấy quyển sách đó mà. Vậy hả? Tự nhiên đi con. Dạ mà thôi, con sực nhớ là cái thể loại sách đó chắc ba cũng không có, nên thôi con đi nha ba. Sao con? Dạ cái tủ đó bộ đựng cái gì quan trọng lắm hả ba? Sao con thấy lúc nào nó cũng khóa hết vậy? Đúng vậy. Trong tủ đó ba cất một thứ rất quý giá. Là cái gì vậy ba? Là cây ba ton. Cây ba ton? Ừ. Là cây ba ton đầu rồng dựng gia bảo của nhà mình đó hả ba? Đúng rồi con. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Trước kia là sao hả ba? Cây ba toan đầu trồng, vật gia bảo của gia đình mình đã mất từ lâu rồi. Dạo này gia đình của mình xảy ra rất nhiều chuyện. Ba nghĩ một phần cũng là do tổ tiên mình quở trách, do ba làm mất cây ba toan đó. Cho nên ba đã cho đặt làm một cây ba toan mới. Mà nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược thì cái cây ba toan mới nó không có giống cây ba toan cũ. Bởi vì trí nhớ của ba có hạn mà con. Đây nè. Nó đây. Sao anh ta nói cây ba toan đầu rồng ngắn hơn cây này mà?
Sao con? Dạ, dạ đâu có gì đâu ba. Dạ ba nói thì con nghe vậy thôi. Con đi nha ba. Chắc mấy ngày qua con đã thắc mắc vì sao thằng Long nó phá gia đình mình và lừa gạt em gái con đúng không? Vậy là ba biết chuyện đó hả? Tại sao ba không nói sớm cho con biết vậy? Ba biết, nhưng hiểu cho ba đi, ba không thể nào nói ra được. Thứ nhất á, ba sợ má con buồn. Còn thứ hai á, việc này không tiện nói ra được. Bởi vì cho đến thời điểm này, ba vẫn chưa thể xác định được mục đích của thằng Long là gì. Nếu nó thực sự là con của má con thì ba cũng không đến nỗi hẹp hòi ích kỷ mà không đón nhận nó. Ba như vậy á là đã quá bao dung cho vợ của mình rồi. Dù gì nó cũng là con riêng của má mà ba đã đối xử tốt với nó rồi. Mà thôi đi, ba nói cái lý do đi, con đang muốn nghe nè. Nó quay về đây với mục đích là tìm ra kẻ đã giết chết cha nó. Cái gì? Có chuyện đó luôn hả? Cha của nó bị giết hả ba? Vì xảy ra vào 30 năm về trước, cha của nó là kẻ nghiện rượu, hay đi ăn trộm ăn cướp, thích quấy phá người khác. Nếu như vậy thì chuyện cha của nó bị giết thì đâu có gì lạ đâu. Thì đối với người bình thường thì người ta suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà với thằng Long thì khác. Nó vẫn cố chấp cho rằng ba chính là người đã giết chết cha nó. Hết lần này tới lần khác, nó lợi dụng má con rồi em con để đi tìm cái cây ba ton, chính là gia bảo của gia đình mình, mà nó cho rằng đó chính là hung khí giết chết cha của nó. Vậy thì ba lấy cây ba ton đó ra, ba đưa cho nó, vậy là xong rồi. Ba có làm gì đâu, ba phải sợ. Ba cũng muốn lắm, nhưng ba không hề biết cây ba ton đó đang ở đâu. Nếu như ba tìm được thì ba đã minh oan cho mình, và gia đình mình đã trở lại cuộc sống yên ổn như lúc trước rồi. Chứ ba không thể nào muốn dính vào liên tục những rắc rối mà ba không hề gây ra trong thời gian vừa qua. Ba nói với con cũng chịu thôi. Chứ con có biết cái hình hài cây ba ton nó ra làm sao đâu mà tìm giúp ba. À, bà Sĩ nè. Dạ. Ba biết có người biết cái ba ton ở đâu. Ai vậy ba? Đó chính là chú ba Hạp của con. Chú ba? Chú ba đang ở Sài Gòn. Nếu như nó có giữ thì chắc chắn lúc nào nó cũng mang theo bên mình. Con tới nhà trọ của chú ba hỏi xem nó đang ở đâu. Sẵn tiện con coi chú ba cần gì, con giúp chú ấy giùm nghe. Ba ơi, ba biết chú ba là người vô tích sự rồi, còn giúp chú ấy tiền bạc gì làm cái gì. Dù sao chú ba cũng là em ruột của ba mà. Thôi đi liền đi con, ba sốt ruột chuyện thằng Long lắm rồi. Dạ. Thưa ba con đi. Ừ. Mấy hôm nay nó giở trò đi tìm cây ba ton. Tao biết mục đích chính của nó là quyết tâm tìm được hung thủ. Anh Hai ơi, anh đuổi nó đi đi. Nó tới đó, nó tìm được cái cây ba ton này là lòi ra em đó anh Hai. Bởi vậy mày phải nghe lời của tao, giấu cây ba ton này đi. Có như vậy mọi chuyện mới không bị bại lộ. Cầm đi. Thôi, anh biết giấu nó ở đâu, sao anh không giấu đi, hay quăng xuống sông xuống biển gì đi. Mày ngu quá. Tao đã giấu trong nhà của tao rồi, nhưng mà tao sợ thằng Duy Long tìm được. Người chết đầu tiên là mày đó. Thì bây giờ anh quăng xuống biển, quăng xuống sông gì nữa, anh giữ lại chi cho rắc rối vậy? Cái thằng ngu, ăn nói bậy bạ gì vậy? Đây là đồ gia bảo của dòng họ, mày nói vậy không sợ ông bà tổ tiên quở hay sao?
cái gì cũng không được hết trơn. Bây giờ anh muốn làm sao? Mày bình tĩnh lại đi. Lại đi. Dạ. Mày đem về giấu ở khu vườn trong khu nhà trọ của mày. Ở đó không có người biết. Mai này không hở thì tính sao? Vậy mà em nghĩ không ra. Mày đi đâu vậy? Thì đứng lại. Của mày, con. Mày tính cầm khay khơi vậy hả? Hả? Đưa đây. Bỏ vô áo. Dạ. Em về nghe anh ai.